Những giải pháp giúp tìm lại smartphone khi bị mất hoặc thất lạc. Sử dụng tính năng xác định vị trí smartphone được tích hợp sẵn trên Android. Google đã tích hợp sẵn vào nền tảng Android của mình tính năng Find Me Davis, tìm điện thoại của bạn, cho phép người dùng xác định vị trí của smartphone, khóa hoặc xóa toàn bộ dữ liệu trên smartphone chạy nền tảng Android trong trường hợp chiếc điện thoại của bạn bị mất hoặc thất lạc. Tính năng tìm kiếm điện thoại này mặc định sẽ được kích hoạt khi người dùng đăng nhập vào tài khoản email của mình khi kích hoạt và sử dụng smartphone chạy Android trong lần đầu tiên, để đảm bảo tính năng tìm thiết bị đã được kích hoạt trên smartphone hoặc máy tính bảng của mình. Bạn truy cập vào mục thiết lập Settings của smartphone, sau đó chọn Google, bảo mật từ menu hiện ra. Tiếp theo bạn kích vào mục tìm thiết bị và đảm bảo rằng tính năng này đang được kích hoạt. Với một số smartphone, nếu bạn không tìm thấy mục Google trong giao diện cài đặt, bạn có thể tìm đến mục Bảo mật và vị trí, sau đó chọn tìm thiết bị từ danh sách hiện ra để kiểm tra xem tính năng này đã được kích hoạt trên thiết bị của mình hay chưa. Lưu ý, tên gọi các mục trong giao diện thiết lập ở mỗi smartphone có thể khác nhau tùy theo từng hãng smartphone. Tuy nhiên nhìn chung cách sắp xếp các tùy chọn trong giao diện thiết lập đều như nhau. Một số hãng smartphone như Samsung cũng tích hợp vào thiết bị của mình tính năng riêng để xác định vị trí thiết bị Tuy nhiên người dùng có thể kích hoạt và sử dụng tính năng xác định vị trí được Google tích hợp sẵn trên Android là đủ. Trong trường hợp smartphone của bạn bị thất lạc hoặc bị mất và bạn cần xác định vị trí của thiết bị, bạn truy cập vào trang web xác định vị trí smartphone do Google cung cấp tại HTTPS, trên trên Android, com trên file hoặc tại HTTPS, trên trên Google, com trên Android trên file trên trình duyệt web của máy tính. Tiếp theo đăng nhập vào tài khoản email mà bạn đã sử dụng để đăng nhập và khai báo trên smartphone Android của mình. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến trang web hiển thị danh sách những smartphone mà bạn đã sử dụng địa chỉ email này để đăng nhập từ trước đó. Trên giao diện của trang web sẽ hiển thị thông tin về vị trí hiện tại của smartphone, mức pin và mạng Wi-Fi mà smartphone của bạn đang được kết nối. Dựa vào thông tin này bạn có thể xác định được vị trí gần như chính xác chiếc smartphone của mình. Ngoài ra trên trang web còn cung cấp chức năng phát âm thanh để buộc smartphone phát ra âm thanh báo động, mà dựa vào âm thanh này có thể xác định được vị trí của smartphone chính xác hơn. Ngoài ra nếu muốn bạn cũng có thể chọn để khóa thiết bị hoặc xóa toàn bộ dữ liệu có trên đó để đảm bảo các dữ liệu này không bị rơi vào tay người khác. Trong trường bạn cần xác định gấp vị trí của smartphone mà không có sẵn máy tính để truy cập vào trang web xác định vị trí smartphone do Google cung cấp, bạn có thể cài đặt ứng dụng Google Find Me Device trên một chiếc smartphone. Đây là ứng dụng giúp người dùng xác định vị trí smartphone bị mất thông qua ứng dụng, thay vì thông qua trang web như ở trên. Download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây. Tương thích ANDROID40 trở lên. Cách dùng của ứng dụng cũng tương tự như khi sử dụng trên web. Sau khi đăng nhập vào tài khoản email, ứng dụng cũng sẽ hiển thị danh sách các smartphone và vị trí hiện tại của từng smartphone trên giao diện của ứng dụng. Từ ứng dụng này, người dùng cũng có thể kích hoạt chức năng để smartphone phát ra âm thanh hoặc khóa và xóa dữ liệu trên smartphone. Lưu ý, khi sử dụng tính năng xóa dữ liệu trên smartphone, không chỉ toàn bộ dữ liệu trên thiết bị sẽ bị xóa mà người dùng cũng không thể tiếp tục xác định vị trí của thiết bị, do vậy bạn chỉ nên sử dụng tùy chọn này nếu không còn giải pháp nào khác. Ngoài ra, người dùng chỉ có thể xác định được vị trí nếu smartphone bị thất lạc hoặc bị mất có kết nối internet, Wi-Fi hoặc mạng di động. Trong trường hợp chưa xác định được vị trí của thiết bị ngay, Google sẽ gửi email cho người dùng được biết về vị trí của thiết bị ngay khi smartphone có kết nối internet và vị trí mới nhất được xác định sử dụng ứng dụng tìm kiếm smartphone bị mất hoặc thất lạc với công cụ sẵn có trên android người dùng chỉ có thể xác định vị trí của smartphone hoặc xóa dữ liệu chứa trên đó thì với ứng dụng có tên gọi lost android bạn còn có thể bí mật chụp ảnh từ xa bằng camera trên smartphone hay theo dõi các tin nhắn đã được nhận trên gửi gần đây trên SMARTPHONE để xác định được danh tính của kẻ đã lấy cắp smartphone của bạn download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây tương thích android bốn trở lên sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ có tên gọi Personal Note thay vì Android Lost và biểu tượng là một cuốn sổ, như biểu tượng của một ứng dụng ghi chú. Thực ra đây là cách để nhằm qua mặt những tên trộm lấy cắp điện thoại của bạn, để chúng không hay biết thiết bị đã có cài đặt ứng dụng chống trộm. Ngay khi bạn kích hoạt ứng dụng cũng đồng thời với việc bạn đã đăng ký thiết bị của mình để có thể sử dụng. Giao diện chính của ứng dụng rất đơn giản và ứng dụng chỉ làm nhiệm vụ cầu nối để bạn có thể điều khiển và tìm kiếm điện thoại từ xa. Từ giao diện chính của ứng dụng, bạn nhấn vào nút Request Administrator Rights để có thể kích hoạt chức năng khóa hay xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị từ xa. Tiếp theo, bạn truy cập vào www.androidlost.com, nhấn nút Sign in bên góc phải, sau đó sử dụng chính tài khoản Google mà bạn đăng ký trên thiết bị Android của mình. Chính là tài khoản mà bạn sử dụng để cài đặt các ứng dụng từ kho ứng dụng Google Play trên thiết bị Android để đăng nhập vào trang web. Ứng dụng Android Lost và trang web điều khiển thiết bị sẽ được kết nối với nhau thông qua tài khoản này. Sau khi đăng nhập, bạn nhấn vào nút controls trên giao diện trang web để sử dụng các chức năng điều khiển từ xa. Tại đây, các chức năng điều khiển được chia ra theo từng nhóm, cho phép người dùng dễ dàng sử dụng. Có thể nói với các tính năng được cung cấp, Lost Android là một trong những ứng dụng giúp xác định vị trí smartphone bị mất cũng như xác định được kẻ trộm đang sử dụng smartphone của bạn một cách hiệu quả nhất hiện nay. Một vài lưu ý khi tìm kiếm smartphone bị mất cắp. Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu trên smartphone người dùng cần phải kích hoạt chức năng bảo mật trên thiết bị bảo vệ bằng mật khẩu gương mặt hoặc vân tay để nếu smartphone bị mất các dữ liệu cũng không bị truy cập trái phép trong trường hợp có thể xác định được vị trí hiện tại của smartphone bị mất cắp người dùng không nên tự ý tìm đến vị trí đã xác định được để đòi lại smartphone mà hãy nên nhờ đến sự trợ giúp của cơ quan chức năng hoặc tìm cách liên hệ để thương lượng chụp lại điện thoại để tránh trường hợp có thể xảy ra xô xát hoặc tranh chấp không đáng có phạm thế quang huy